ngày 8 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An bắt khẩn cấp tô Văn Bình, sinh năm 1986, ngụ xã Lộc Sang, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, để điều tra về hành vi hiếp dâm. Theo điều tra, trước đó Bình đi từ cưới nhà hàng xóm ngụ cùng địa phương. Tại đây, Bình ngồi nhậu cùng bàn với chị Nguyễn A Tê, sinh năm 1991, ngụ tại thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa. Sau khi nhậu xong, chị Tê ra về, Bình kéo lại nhậu tiếp nhưng chị Tê từ chối điều khiển xe ra về. Bình lấy xe máy đuổi theo chị Tê, đến đoạn đường vắng, Bình chặn xe chị Tê và lôi vào bãi đất trống thực hiện hành vi hiếp dâm. Chị Tê chống cự và chạy thoát đến trình báo cơ quan chức năng. Lực lượng chức năng đã bắt giữ Bình ngay sau đó, tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Vừa qua, Công an huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long đã tiến hành thu giữ hàng trăm kg da bò không rõ nguồn gốc đang trên đường mang đi tiêu thụ. Trước đó, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy và cảnh sát giao thông, công an huyện Vũng Liêm phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát 71N 0414 do Nguyễn Thanh Tiền 30 tuổi, ngụ huyện Trợ Lách, tỉnh Bến Tre điều khiển có nhiều biểu hiện khả nghi. Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu giữ 250 kg da bò và mỡ không rõ nguồn gốc, không có giấy phép vận chuyển và không có tem kiểm soát giết mổ. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản thu giữ tăng vật có liên quan tiếp tục điều tra xử lý nghiêm. Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Cần Thơ vừa tạm giữ 4 đối tượng: Nguyễn Thị Tường Nhi, Nguyễn Trần Anh Tuấn, Tô Văn Hào và Võ Thị Thanh Thúy để điều tra về hành vi tàng trữ, vận chuyển và mua bán trái phép chất ma túy. Qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã bắt giữ Nguyễn Thị Tường Nhi khi đang vận chuyển ma túy lưu thông trên đường Trần Phú, phường Cái Khế Tiếp đó, bắt giữ thêm đối tượng Nguyễn Trần Tuấn Anh, Tô Văn Hào và Võ Thị Thanh Thúy khi đang vận chuyển số lượng lớn ma túy đá trên tuyến đường Nguyễn Văn Cử, phường An Hòa. Khi tiến hành bắt giữ các đối tượng trên, lực lượng chức năng thu giữ 110 g ma túy đá, gần 17 gram kentamin và hơn 500 viên thuốc lắc. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng, xử lý theo quy định của pháp luật.